Xin kính chào toàn thể quý cô, quý bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình trò chuyện ban mai với Mục sư Quang. Một ngày mới xin kính chúc quý vị luôn an vui, an lành và tràn đầy phước hạnh đến từ nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện liên hệ đến cái tháng mà họ gọi là The Pride, là sự hãnh diện của LGBTQ. Và chúng ta biết là nói đến vấn đề những người đồng giới. Quý vị có biết rằng là vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, cái quốc gia ở bên Á Châu đầu tiên chấp nhận cái là hôn nhân đồng giới, đó là Đài Loan, Đài Loan. Đúng, Đài Loan là một quốc gia đầu tiên ở bên Á Châu đã chấp nhận cho hai người nữ lập gia đình với nhau, hoặc là hai người nam lập gia đình với nhau. Và quý vị có biết rằng là tại bên Hoa Kỳ, là vào tháng 6, nguyên một tháng 6, thì bắt đầu cái nhóm LGBTQ là họ ăn mừng, họ có thể là diễn hành, hoặc là họ nói lên về cái cộng đồng LGBT, đó là một sự hãnh diện để cho nhiều người được biết đến và ủng hộ. Chúng ta biết rằng là vào năm 1987 và 1987 thì có hai người, mà có lẽ hai người này là hai người ảnh hưởng rất nhiều trong 30 năm qua về vấn đề đồng tính liên ái. Cái người thứ nhất tên là Marshall Kurt. Ông ta là một researcher, là một nhà nghiên cứu, cái là neuropsychiatry, là phẫu thuật thần kinh, cùng với một cái người đồng viết ra một cái bài để giúp đỡ tuyên truyền để mọi người họ ủng hộ cho cái nhóm LGBTQ này. Và cái người thứ hai đó là một social scientist, có thể nói là một nhà khoa học xã hội, tên là Hunter Madness. Thưa quý vị, hai người này họ đã viết lên những cái chiến lược để mà những cái người LGBTQ đó làm theo và sẽ thay đổi cái cục diện của những cái người mà đang chống đối với họ hoặc là không đồng ý kiến với họ. Thì 6 cái chiến lược, có thể gọi là 6 bước mà họ đã áp dụng trong 30 năm qua và chúng ta thấy đã thành công. Bước số 1 là gì? Thưa quý vị, bước số 1 là họ nói rằng là phải nói và nói nhiều lên. Không những nói thôi, nhưng mà nói lớn tiếng, la lên và cứ tiếp tục nói, lặp đi lặp lại để cho người ta thấu vào trong cái đầu của mình, thấm nhuần vào. Rồi từ đó người ta sẽ không còn thành kiến với cái nhóm đồng tính luyến ái nữa. Đó là bước số 1. Điểm thứ 2 là họ nói rằng chúng ta phải làm sao cho cái xã hội, cho cái cộng đồng biết rằng chúng ta là một nạn nhân. Nạn nhân bởi vì chúng ta đồng giới. Rồi phải vẽ lên để cho cái cộng đồng, cái xã hội nó không hiểu những cái người LGBT này bị bao nhiêu cái sự chống đối, và vẽ lên những cái sự mà đau thương để cho họ cảm thông. Đó là bước số 2, là victim, trở nên nạn nhân. Còn điểm số 3 là chúng ta khi mà mình trở nên nạn nhân, bày tỏ là mình là cái người yếu đuối,
bị bắt nạt, bully, thì lúc đó chúng ta kêu gọi cái cộng đồng, cái xã hội, họ là cái người bảo vệ mình. Vì ai ai cũng thích bảo vệ khi mà thấy cái kẻ yếu bị ức hiếp. Đó là số 3, cái chiến lược số 3. Và khi người ta bảo vệ thì đương nhiên là người ta sẽ bênh vực và người ta sẽ thông cảm hơn. Số 4 là chúng ta phải tuyên dương những cái người LGBT đó, những người chuyển giới, những người đồng tính liên ái đó. Chúng ta phải tìm những cái người có thành công trong cái xã hội, hoặc là những người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng trong cái cộng đồng, thì hãy tuyên dương những người đó, advertise, quảng bá những người đó lên, để cho người ta nhìn cái hình ảnh đẹp của những người LGBT này. Và điểm số 5, đó là chúng ta phải làm sao cho cái cộng đồng của cái thế giới, cái xã hội chúng ta sống, thấy những cái người mà không cùng một quan niệm với những cái người LGBTQ, đó là những hạng người ác, những hạng người xấu, những cái hạng người không khác gì là cái nhóm KKK, hoặc là cái nhóm kia là Nazi, là Đức Quốc gia. Cái nhóm này là nhóm bảo thủ, nhóm này là nhóm kêu là gian tà. Cho nên hãy vẽ những cái hình ảnh đó để người ta khi mà nói đến những cái người không đồng một quan niệm thì người ta sẽ tránh né, người ta coi là coi những cái nhóm đó là nhóm nguy hiểm, và người ta sẽ lìa bỏ cái nhóm thể ấy. Và điểm thứ 6 họ dạy rằng đó là chúng ta phải cùng lòng hiệp một ý với nhau và ủng hộ là quyên góp tiền để tạo ra có một sức mạnh, có một bánh xe, có cả triệu cả tỷ đồng, mỗi một người có thể giúp vào 2 đồng cũng được, vì chúng ta sẽ có một số tiền lớn, và lấy cái số tiền lớn đó để mình sẽ advertising, quảng bá vô trong media, xã hội, mạng xã hội, quảng bá vô trong những cái TV, những phim ảnh, vân vân. Bởi vì họ nói rằng người Mỹ coi TV rất là nhiều, coi cái mạng xã hội rất là nhiều, cho nên mình phải dồn vô, quảng bá vô để cho họ thông cảm, để cho họ chống lại với những cái người không đồng cùng một quan niệm với những người đồng tính này. Thưa quý vị, 30 năm qua và họ đã làm y hệt như vậy, và quả thật chúng ta thấy nó đã ảnh hưởng rất lớn với những người sống tại đất nước Mỹ, và cũng như là chúng ta đang lan tràn với các quốc gia khác nữa, trong đó có đất nước Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói đến điều này để mà cho chúng ta nhìn thấy cái chiến lược họ đi như vậy và đã thành công như vậy. Còn chúng ta là người cơ đốc nói riêng, hoặc là người biết rằng cái đó đi ngược với đạo lý, thì chúng ta phải làm sao? Cái bài nói chuyện của tôi với quý vị ngày hôm nay không phải để cho chúng ta chống đối. Mình không có nên chống đối, bởi vì chống đối không phải là cách hay nhất. Nhưng chúng ta phải biết lẽ thật là một. Rồi chúng ta biết, khi biết lẽ thật thì mình mới có thể giúp đỡ được những cái người họ đang sống trong những cái sự kêu là giả dối đó, để họ biết được đấng chân thật. Rồi từ đó họ sẽ trở về cùng với đấng chữa lành, đấng biến đổi, và họ cũng được cứu như chúng ta và tất cả mọi người tội lỗi mà thôi. Cho nên để mà nói lên cái vấn đề mà chiến lược của họ đã dạy và thành công, thì ngày hôm nay chúng ta cần phải biết mình làm gì. Thứ nhất quý vị, người ta nói là phải nói lên, phải la lên, phải làm sao cho ảnh hưởng những người khác họ hiểu rằng
cái vấn đề đồng tính ái đó là cái vấn đề bình thường và phải chấp nhận. Thưa quý vị, còn chúng ta cũng một thể ấy, thay vì chúng ta yên lặng, thay vì chúng ta đồng ý, hay là thay vì chúng ta không có nói lên những cái điều đúng trong Kinh Thánh dạy, thì đó là lỗi của mình. Có vẻ quý vị không thể thay đổi người ta đâu, nhưng ít nhất là quý vị phải nói lên để cho con cái của mình nó hiểu biết đâu là đúng và đâu là sai. Thứ nhất trong gia đình của mình, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đi học, sống trong xã hội, hoặc là tin tức, nó sẽ ảnh hưởng nếu mình là cha là mẹ, mình không dạy cho con mình biết đâu là đúng và đâu là sai. Đó là lỗi của mình, nhớ quý vị. Rồi mình cũng phải nói lên để cho nhiều người họ biết cái đó nó không có phải đúng. Vì khi người ta biết không đúng thì chính lúc đó người ta mới có thể, lúc nào Chúa thông viếng thì họ mới thay đổi chứ. Còn mình yên lặng, mình đồng ý, như vậy là mình cũng là sai rồi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta không bao giờ có cái tinh thần là chúng ta dùng vũ lực hay bạo động để mà cái là chống đối lại những cái người thể ấy. Cái đó cũng không đúng lời Chúa dạy, đúng không? Chúa không dạy chúng ta bạo động, nhưng Chúa dạy chúng ta lấy tình thương yêu để mà chúng ta cảm hóa. Khi người ta không biết sai, người ta sống trong sự lừa dối, thì mình lấy cái tình thương và cái lẽ thật là lời của Chúa để đưa cho họ đến chân lý và cầu nguyện để cho họ được tỉnh thức và mở mắt ra thấy đúng theo lời dạy của Chúa, đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta không phải là cái người để mà chúng ta gây cho họ trở nên nạn nhân. Đó là cái cách dạy của những cái người mà đứng phía sau, và vô tình mình đã đánh mất đi mình là cái người cơ đốc ảnh hưởng. Cái điểm thứ ba nữa là họ nói là chúng ta phải cần những người bảo vệ. Thưa quý vị, đúng, bảo vệ, nhưng mà bảo vệ trong lẽ thật nha. Bảo vệ không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt, bảo vệ không nghĩa là chúng ta chấp nhận. Chúa không có chấp nhận tội lỗi, mặc dù Chúa thương cả có tội. Khác nhau là chỗ đó nha quý vị. Rồi điểm nữa chúng ta thấy rằng là họ muốn cái là tuyên truyền, tuyên dương những cái người mà đồng tính liên ái đó là những người ảnh hưởng tốt cho xã hội. Thì một thể ấy quý vị, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng đó là không phải cái tốt đó của một số người để rồi tất cả mọi người đều chấp nhận cái lối sống, mà lối sống đó là lối sống hoàn toàn bại hoại, đi ngược lại với đấng tạo hóa. Hai cái khác nhau. Rồi để cuối cùng mà tôi muốn nói tại đây, họ sẽ vẽ quý vị, nếu quý vị không đồng cùng quan niệm thì họ sẽ cho quý vị là một người ác, một người không khác gì là cái bọn, cái là KKK, là cái bọn kỳ thị, bọn dã man, cái bọn mà cứ là thủ đoạn, chỉ có muốn tiêu diệt. Không phải, nếu chúng ta hành động như vậy thì người ta sẽ nhìn mình như vậy, nhưng mà chúng ta phải hành động khôn ngoan trong cái tình thương yêu đó. Thì trong cái tình thương yêu đó chúng ta phải thành thật, phải nói thật ra nha quý vị. Và cái điểm cuối là gì ạ? Là họ bắt đầu họ ảnh hưởng trong tivi, ảnh hưởng trong quảng bá, ảnh hưởng trên phim ảnh, ảnh hưởng trong cái việc trường học, và ảnh hưởng họ đổ dồn tiền để họ làm điều đó. Mà điều đó đang xảy ra đó quý vị, ảnh hưởng trong cái vấn đề chính trị. Thì chúng ta có một thể ấy, chúng ta nên nhớ rằng cái số đông không hẳn là đúng nhé quý vị nhé. Đừng thấy là quá nhiều người theo, nhiều người đồng ý, nhiều người ủng hộ là chúng ta cho là đúng đâu. Tại vì cái số đông quý vị nhớ đúng không ạ? Cái số đông đó khi Chúa vào thành Jerusalem, cái số đông đó cũng là gì? Hosanna, Hosanna, ngợi khen Chúa. Rồi sau đó thì Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thì cũng cái số đông đó đã quay, kêu là quay đi. Cho nên số đông chữ hẳn là đúng nhất quý vị. Đúng nhất là lời của Chúa. Cho nên tôi muốn
chia sẻ cái việc lời của Kinh Thánh. Còn bằng không chúng ta sẽ bị media, chúng ta sẽ bị những cái số đông, chúng ta sẽ bị những cái sự những cái câu chuyện victimize, nhưng mà chúng ta lại bóp méo lời của Chúa. Tôi thấy có nhiều hội thánh ngày hôm nay cũng đang bị như vậy. Họ gọi là những cái hội thánh liberal, họ chấp nhận, không phải là liberal hay conservative. Chúng ta phải tiêu chuẩn lời của Chúa, đó mới là quan trọng. Bởi vì quý vị ơi, nếu chúng ta không thấy cái sai thì chúng ta sẽ không thể nào thay đổi cả. Nhá quý vị, thì tôi chỉ nói khía cạnh này để chúng ta thấy thận trọng lời của Chúa nói, mà lời của Chúa là không có sai đâu. Thì lời Chúa nói gì nhé? Thì tôi xin đọc 3 phần Kinh Thánh để quý vị nghe. Thứ nhất là trong thơ Giu-đe, câu số 7 có đề cập đến cái thành Sodom và Gomorrah. Và chúng ta biết trong Sáng Thế Ký, Sodom và Gomorrah là nói đến hai cái thành đó bị thiêu hủy bằng lửa bởi vì tội ác. Và cái tội gì? Tội đó là những người đàn ông nó kêu về là họ ăn ở với nhau, rồi Chúa sai thiên sứ đến nhà của ông Lot, và chúng ta thấy là họ rất là hung hăng, giận dữ, và họ muốn ăn nằm với lại hai cái người đàn ông mà không biết đó là thiên sứ. Cái câu chuyện đó quý vị sẽ tìm Kinh Thánh nó quyển đọc. Nhưng mà tôi chỉ nói cái câu này vì trong Tân Ước lời của Chúa có đề cập đến cái phần trong Sáng Thế Kỷ, và trong sách thơ Giu-đe câu số 7 có chép như sau: lại như thành Sodom và Gomorrơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ. Sắc lạ ở đây đó là nói đến homosexual. Thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời. Để chi? Để làm gương, để trước mặt chúng ta. Tất nhiên là khi mà chúng ta nói đến vấn đề đó, sống trong cái môi trường đó, thì đây là lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đó là điều không có tốt hoặc là gian ác trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa không tạo ra cái đó. Không có con người nào sanh ra cái đó vì Chúa không tạo. Chỉ vì có lẽ tâm lý hay là ảnh hưởng trong cái xã hội hay một phần nào trong cái vấn đề physical. Nhưng mà không một người nào sanh ra đâu cái việc ấy. Tâm lý nhiều hơn. Thì nếu mà chúng ta đọc trở lại, bây giờ quý vị có thể là nói rằng là ô mục sư ơi, mục sư cái này xưa rồi. Vâng, có lẽ có thể xưa, vì lời của Chúa là ngàn năm và không hề thay đổi. Cho nên tôi đọc cho quý vị một vài cái phân đoạn liên hệ đến cái vấn đề đồng tính ăn ở với nhau, rồi những cái sự mà ăn ở khác nó không phải chỉ là người đồng tính. Thì quý vị có chấp nhận được hay không? Nếu quý vị chấp nhận được cái trên, quý vị sẽ chấp nhận cái dưới. Còn nếu quý vị không chấp nhận điều này thì đương nhiên quý vị cũng sẽ không chấp nhận được cái, vì nó liên hệ với nhau. Đọc cho quý vị nghe nhé. Trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu 22 có chép như sau: chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm. Ai Chúa nói thế này? Chúa nói đến người đàn ông. Người đàn ông mà nằm với một người đàn ông như là cấu hợp với người phụ nữ, thì trong Kinh Thánh Chúa nói đầu tiên quái gớm. Chớ nằm quý vị nói ồ cái chuyện đó xưa rồi, chuyện đó đi, cái đó là thời đó, cho thời này thì khác, ta chấp nhận rồi. Nếu chúng ta chấp nhận cái đó thì sau này chúng ta cũng phải chấp nhận cái kế tiếp, tại vì nó không dừng tại đó quý vị nhé. Cái kế tiếp là gì? Nếu quý vị chấp nhận cái tôi vừa đọc á, thì quý vị phải chấp nhận cái này nha. Chấp nhận cái gì? Câu 23: chớ nằm cùng một con thú nào. Đây là nói thú vật đó quý vị. Bất cứ một con thú nào, con chó, con mèo, con heo, con ngựa, vân vân. Chớ nằm cùng một con thú nào
mà gây cho mình bị ô uế với nó. Tức là có người họ bệnh về tâm lý, họ cấu hợp với lại thú vật. Giống như là chúng ta biết rồi, thì nếu mà làm như vậy đó thì làm cho mình bị ô uế với con vật đó. Một người đàn bà, à cái lúc đầu thì nói đàn ông nha, còn đây nói đàn phụ nữ nè. Người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào, ấy là một sự quái gớm. Quý đồng ý không? Quý có chấp nhận không? Nếu mà quý vị nói là it's okay thì khỏi nói. Nếu mà chúng ta nói ghê quá, tởm quá, quái gớm quá, thì cái vấn đề đó nó không khác gì cái câu 22: đàn ông nằm với đàn ông, đàn bà nằm với đàn bà, cũng giống như vậy. Nhớ quý vị, đọc thêm quý vị một phân đoạn nữa lời của Chúa nói. Tôi không nói à, đừng có ném đá nói một sân. Tôi chỉ đọc lời Chúa thôi để cho chúng ta nghe, rồi chúng ta tự mình kiểm điểm lại, mình biết đâu là phải, đâu là trái. Tôi không nói lời của Mục sư Quang đâu, tôi nói lời của Kinh Thánh. Thì trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 11, 16 chúng ta nghe nha. Nếu chúng ta chấp nhận một điểm nào đó mà chúng ta không chấp nhận thì chúng ta phải không chấp nhận hết. Thì tôi xin đọc cái việc nghe từ câu 11 đến câu 16 của Lê Vi Ký đoạn 20. Nếu người nào nằm cùng vợ cha mình, ấy là gây nhục cho cha mình, thì hai người đều phải hẳn bị xử tử, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Có nghĩa là sao? Nếu một người cha có người mẹ kế của chúng ta, quý vị, người nào đó, thì giờ tự nhiên đi nằm với cái bà mẹ kế đó, là vợ cha mình á, quý vị có chấp nhận không? Một lần nữa, nếu quý vị chấp nhận thì tôi cũng thua luôn. It's your problem. Nhưng mà đa số chắc không rồi đó. Tại sao không chấp nhận? Rồi câu 12: nếu người nào nằm cùng dâu mình, hai người đều hẳn sẽ bị phạt sư tử, vì họ phạm một sự gớm ghiếp, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Chuyện này cũng có xảy ra nha. Có nhiều bố chồng lại đi ăn ở với dâu của mình. Quý vị chấp nhận không? Nếu trường hợp xảy ra cho mình, cho gia đình mình, đương nhiên chúng ta không chấp nhận nữa đó. Kêu là loạn luôn. Làm sao có thể làm được điều đó? Nếu chúng ta không chấp nhận thì chúng ta đúng theo lời Chúa, đó là gớm ghiếc. Tiếp nhé quý vị. Rồi nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, nhưng nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. À, quý vị có chấp nhận hai người nam nằm với hai người nam không? Hai người nữ nằm với hai người nữ không? Thời này ta chấp nhận mà. Tất cả mọi nơi đang chấp nhận mà. Nếu mình không chấp nhận là mình quá cổ hủ. Thì nếu chúng ta chấp nhận điều đó thì chúng ta cũng phải chấp nhận luôn hai điều kia ở nhà. Nằm với vợ kế, nằm với dâu, nằm tùm lum hết. Câu 14: nếu một người nam lấy cả mẹ và con làm vợ, ấy là một sự tàn ác. Hãy thiêu cả ba đi, hầu cho sự tàn ác đó không còn trong vòng các ngươi. Đó là Chúa dạy người Do Thái thời đó. Một người vừa lấy mẹ, rồi xong lấy con gái của mẹ, có xảy ra chứ không phải không xảy ra. Nhưng mà điều đó không chấp nhận, đó là một điều gớm ghét. Đúng không? Chúng ta thấy ở đâu mình biết điều đó? Trong tấm lòng mình, lương tâm mình chỉ cho mình cái nào đúng nào sai. Nhưng mà vì tâm lý nhiều khi mình thấy nhiều người làm quá thì mình chấp nhận luôn. Nhưng mà thực sự ra trong cái này mình biết sai.
Đọc thêm quý vị nghe nha. Câu 15, 16, hai câu nữa. Nếu một người nam cấu hiệp cùng thú vật, như nãy mình nói đó, thì hẳn phải bị xử tử, và các ngươi hãy giết thú đó đi. Không những cái người đó làm dơ bẩn, mà con thú làm con thú dơ bẩn. Nếu một người nữ lại gần một con thú đang cấu hiệp cùng nó, người hãy giết người nữ và con thú đó đi, huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó, vân vân. Cho nên tôi không có nói ở đây là mục sư nghĩ gì hay anh chị em nghĩ gì, tôi chỉ nói lời Chúa. Mà nếu lời Chúa dạy như vậy, chúng ta không im lặng, chúng ta phải dạy cho con, cho cháu, phải giảng cho hội thánh, phải nói cho mọi người đều biết chân lý này. Tại vì ma quỷ vua chúa đời này nó đang lừa dối con người, và nó cho con người đi xa đọa để rồi đưa đến sự diệt vong, hủy diệt nha quý vị. Mong rằng đây là những cái lời kinh thánh hoặc là tôi chia sẻ để quý vị thêm kiến thức và nắm được lẽ thật, để chúng ta biết cách sống, cư xử, và mong rằng chúng ta cũng quan tâm đến những người đang ở trong cái môi trường đó. Mình cầu nguyện, bày tỏ tình thương trong lẽ thật, để mong rằng họ sẽ hiểu được lời Chúa, biết mình có tội, ăn năn trở về cùng với Chúa. Chúa sẽ biến đổi như Ngài biến đổi mỗi một người chúng ta. Vì ở trong Chúa quý vị, mọi sự cũ sẽ qua đi, nay mọi sự sẽ được trở nên mới. Amen. Quý vị tin được không? Để quý vị tin, chúng ta hãy sống, chúng ta hãy chia sẻ. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý cụ, quý bà và trẻ. Chúng ta sẽ gặp lại vào chương trình ngày mai. Ngày mai có chương trình khác, đó là giải đáp câu hỏi. Mong gặp quý vị lại. Xin chào.